Với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực hấp dẫn, Gia Lai đã thu hút lượng lớn du khách do nhiều người tranh thủ du xuân cùng gia đình và bạn bè trong kỳ nghỉ Tết năm nay. Một số khách sạn công suất phòng hơn 90%. Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp thăm người thân càng phổ biến. Gia Lai là một trong những điểm đến thu hút khách nội địa dịp Tết khi nằm trong cung đường du lịch trải nghiệm ba tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum. Đi tỉnh Gia Lai, Lê Cưu này thì là do cái tây khí hậu Tây Nguyên nó mát mẻ, thì lại mỗi người giới thiệu nhiều rồi, ở đây rất là thích. Ở đây thích là có mấy cái món ví dụ như là bò nè, bò rồi mấy cảnh chùa lại nhà thờ lại cái biển hồ á, đã nghe nhiều cho nên lần đầu tiên lên rất là thích. Thấy người dân ở đây rất là vui, hiền hòa, đi chơi rồi mọi người đều nói chuyện đều rất là vui vẻ, rồi tiếp xúc rồi rất là thân thiện. Có thể nói là năm nay là một cái năm lưu lượng du khách đến từ miền Nam về khu vực của Bắc Tây Nguyên, đó là Gia Lai, Kon Tum, thì gọi là một cái kỷ lục. À, năm nay thì bắt đầu những cái chương trình có những cái sự kích cầu, ví dụ như chúng ta đã quảng bá được cái hình ảnh của Măng Đen, và đặc thù đó là gì? Về cái khí hậu, Gia Lai thì được mệnh danh là thành phố ngủ ngon. Còn hơn nữa đó là gì? Con người ở đây, đó chính là từ những cái cách, đó là bà con của bản địa, người Việt tiếp xúc với người bản địa, và chúng ta sử dụng cái cách đó chúng ta phục vụ cho du khách, thì du khách người ta sẽ cảm nhận rất là tốt. Để đón khách du lịch dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, khách sạn Tre Xanh 18 Lê Lai, thành phố Pleiku đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự nhằm mang lại sự hài lòng cho du khách lưu trú. Bên cạnh đó, khách sạn đã trang trí, lên thực đơn mới và thiết kế nhiều hoạt động phục vụ du khách nghỉ dưỡng trong thời gian này. Trong mấy ngày Tết, đặc biệt là từ mùng 4, mùng 5, mùng 6 trở đi thì cái lượng khách tới với khách sạn Tre Xanh là đông hơn so với các năm trước. Thì có những ngày là công suất huy động tới 90%. Thế thì để phục vụ tốt các cái nhu cầu khách ăn nghỉ tại đây thì chúng tôi cũng đã tổ chức phân ca phân kíp, rồi tổ chức phục vụ chu đáo cho quý khách. Đặc biệt là đưa một số các cái món ăn mới phù hợp với cái Tết cổ truyền của dân tộc được du khách đánh giá rất là cao. Sắp tới thì chúng tôi cũng tiếp tục sẽ nâng cấp cơ sở vật chất của khách sạn cùng với nhà hàng đồng bộ để đón các du khách khắp nơi trên cả nước, và cũng là một góp phần nhỏ của mình thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển. Tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai 01 Phù Đổng, thành phố Pleiku, lượng khách trong và ngoài nước đến lưu trú trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tăng cao hơn so với các năm trước. Được Tết năm nay thì lượng khách du lịch đến Gia Lai so với những cái năm trước thì nó tương đối ấm lên. Nhất đặc biệt là ngày mùng 3, mùng 4 này, lượng khách sạn Hoàng Anh Gia Lai với công suất phòng là 117 phòng. Thì hiện giờ bọn em bán với công suất phòng được khoảng 98%. Cái lượng khách du lịch đến với Gia Lai đã là thương hiệu lớn của tỉnh mình. Thì họ đến đây với những cái sự trải nghiệm. Thì đơn vị khách sạn Hoàng Anh Gia Lai cũng như mỗi năm thì cũng có sự chuẩn bị trước. Và đặc biệt là chú trọng đến cái khâu an toàn thực phẩm, cái quy trình chuẩn. Có một đơn vị 4 sao trong tỉnh nên là Hoàng Anh Gia Lai luôn sẵn sàng phục vụ khách tốt nhất. Gia Lai thì nhất là được cái thời tiết họ ưu đãi nên họ đến đây rất thích cái thời tiết ở Gia Lai và cái con người Gia Lai. Thì du khách họ cũng có những mong muốn là thêm những cái dịch vụ vui chơi giải trí nhiều hơn để có những sự trải nghiệm tốt nhất.